Cùng ngày, đoàn kiểm tra số 10 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đợt 2 tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mai Châu. Đến ngày 16 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Châu và các xã thị trấn đã và đang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Mai Châu có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 110 đơn vị bầu cử cấp xã, được bầu 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã là 329 đại biểu. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện là trên 39.590 cử tri với 122 khu vực bỏ phiếu tại các xã thị trấn, trong đó cử tri được bầu 3 cấp là 104 cử tri. Đồng thời, công tác thông tin tuyên truyền cũng như cơ sở vật chất, công tác an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử được đảm bảo. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện Mai Châu cần chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri, cung cấp thông tin kịp thời về phát triển kinh tế xã hội địa phương để ứng cử viên có chương trình hành động cụ thể, tiếp tục nắm bắt tình hình thông tin tư tưởng của cử tri, thông tin tuyên truyền các giai đoạn bầu cử tới cử tri bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, chủ động xây dựng phương án cụ thể nhất là đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, mưa lũ sạt lở nếu có tại các xã vùng lòng hồ. Đối với các khu vực bầu cử phải đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra được an toàn, minh bạch và đúng quy định.